Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi đi tới một cái chủ đề liên quan tới ngành tòa án Việt Nam đã nát bét dưới thời của chánh án ông Nguyễn Hòa Bình. Vậy tại sao ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục để ông Nguyễn Hòa Bình ngồi ở cái hương vị chánh án tòa án nhân dân tối cao thêm một cái nhiệm kỳ sau đại hội 13? Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trước đại hội 13 có những cái đồn đoán cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình sẽ lọt vào Bộ Chính trị và giữ một cái cương vị đó là Phó Thủ tướng thường trực, phụ trách công tác nội chính thay cho ông Trương Hòa Bình. Song rõ ràng một điều cho đến ngày hôm nay, thế lực chính trị của ông Trương Tấn Sang đang hứng đòn búa rìu của dư luận. Hơn thế nữa, có nhiều động thái cho thấy ông Phạm Minh Chính cũng như ông Nguyễn Phú Trọng có những cái quyết tâm loại trừ quyền lực của ông Trương Tấn Sang. Thưa quý vị, việc ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay đang có những biểu hiện rời xa ông Nguyễn Phú Trọng để quay trở về phụng sự cho Phạm Minh Chính, mà nhiều quý vị đã biết những cái cặp bài trùng đó là Nguyễn Hòa Bình, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Văn Bình, vân vân. Trong cái những cái bài nói chuyện trước đây chúng tôi đã nói, đang nhìn nhóm một cái thế lực chính trị muốn khôi phục lại quyền lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng ông Nguyễn Hòa Bình là một cái người thực sự kém về năng lực. Và như quý vị còn nhớ, ông Trần Đình Chuyển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, một cái người bạn học tại Đại học An Ninh cùng với Nguyễn Hòa Bình, đã nhận xét về chánh án tòa án nhân dân Nguyễn Hòa Bình đó là một con người chậm hiểu, thiếu thông minh. Ông Nguyễn Hòa Bình giữ các cương vị cao cấp đó là tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và chánh án tòa án nhân dân tối cao 20 kỳ. Nhưng mà theo luật sư Trịnh Đình Chiển cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình đọc một cái văn bản về luật pháp không hiểu mà cần phải giải thích đi giải thích lại mày là mới hiểu mang máng. Và đó là lý do, thưa quý vị, người ta nói nhà rột từ nóc rột xuống, và người đứng đầu như thế nào thì nhìn lại cấp dưới sẽ như vậy. Thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ trong cái vấn đề chỉ tiêu án oan mà chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, đó là những cái vấn đề mà tại Quốc hội đã phải tranh cãi, bởi vì cái vấn đề xét xử thì không được đặt ra chỉ tiêu là hoàn thành xét xử qua nhiều vụ án, thậm chí không thể đặt ra là cái tỷ lệ án oan là bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà ở dưới cái thể chế chính trị độc đảm ở Việt Nam hiện nay thì cái vấn đề đó nó là một cái vấn đề có thật, bởi vì người ta chạy theo thành tích. Đó là lý do các cái tòa án cấp trên phân bổ các cái chỉ tiêu thành tích đối với các tòa án cấp dưới. Đó là lý do tại sao một tòa án ở huyện Đắk Nông đã tạo lập 57 cái hồ sơ vụ án dân sự để đưa ra xét xử mà hoàn toàn không có thực. Được biết tòa án nhân dân tối cao đã kiểm tra vụ việc này và đang nghiên cứu xem xét xử lý. Thưa quý vị, theo giới tư pháp cho biết, vậy mục đích của việc bịa ra 57 hồ sơ vụ án dân sự giả như vậy, ngoài cái việc để thăng tiến, có một điều người ta hết sức nghi vấn, đó là tại sao có một hiện tượng bịa ra 57 hồ sơ hoàn toàn không có mục đích tham mô, tham nhũng, không cầm tiền của ai, không từ lợi vì là cái ảo. Tuy nhiên có những ý kiến phán đoán cho rằng các ông bà vừa kể dựng hồ sơ giả vì mục đích thành tích hoàn thành chỉ tiêu mà cấp trên giao xuống. Thưa quý vị, nhưng bất kỳ một cái mục đích gì đi chăng nữa thì không thể có chuyện lấy số lượng vụ án làm thành tích một cách vô lý như vậy. Bởi vì thành tích của ngành tòa án chính là phải đảm bảo không có án oan sai. Về mặt hình sự thì phải xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Và đặc biệt đối với các cái án dân sự thì không thể có chuyện án dân sự xử sao cũng được. Có nghĩa là nó phải bằng hai mảnh, tức là người thắng kiện phải chi phí nhiều hơn cho quan tòa so với người thua kiện. Thưa quý vị, trong khi đó, dư luận xã hội cho rằng thành tích của ngành tòa án là kết quả đào tạo và sử dụng những người chấp pháp, tinh thông pháp luật, có phẩm chất đạo đức cao. Vì vậy, những cái vụ việc như vừa kể, đó là làm giả hồ sơ vụ án dân sự, dù không tham mô tham nhũng, không có ai tư lợi trong việc dựng hồ sơ vụ án nào như vừa kể. Nhưng mà cái việc làm giả hồ sơ vụ án là một cái điều không thể chấp nhận, đặc biệt là đối với các thẩm phán. Bởi vì theo điều 67 luật tổ chức tòa án nhân dân thì một trong những cái tiêu chuẩn quan trọng của thẩm phán đã được quy định rõ ràng là phải có phẩm chất đạo đức tốt,
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực. Vậy thì cái việc các cái thẩm phán bịa ra án ảo thì chắc chắn là không có phẩm chất đạo đức tốt, không liêm khiết, không trung thực. Và thưa quý vị, một cái điều nguy hiểm hơn đó là khi mà tòa án với những cán bộ có thể bịa đặt ra những cái hồ sơ vụ án ảo thì người dân khó có thể đặt niềm tin vào công lý, bởi vì người cầm cân đẩy mực phán xét đưa ra các cái quyết định về pháp luật liên quan tới sức khỏe, tài sản, danh dự của công dân mà họ không trung thực thì đừng trách tại sao dư luận xã hội và người dân không tin vào tòa án như hiện nay. Chưa kể tới việc người ta tự ý bịa đặt ra hồ sơ vụ án giả, nó còn có thể xem xét về các cái hành vi vi phạm khác. Đó là lý do dư luận xã hội yêu cầu tòa án nhân dân tối cao phải xử lý một cái nghiêm túc vụ việc vừa kể, không thể qua loa cho xong việc. Tuy nhiên thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, đó là rột từ mắc rột xuống. Dù rằng cái điều 67 luật tổ chức tòa án nhân dân đã quy định rất rõ, đó là các cái thẩm phán phải có phẩm chất đạo đức tốt, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thậm chí phải có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực. Nếu quý vị đối chiếu những cái điều chúng tôi vừa kể từ điều 67 của luật tổ chức tòa án nhân dân thì rõ ràng đối chiếu với chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thì hoàn toàn không đảm bảo những cái quy định theo điều 67 của cái luật tổ chức tòa án nhân dân nói về cái tiêu chuẩn quan trọng là của một thẩm phán. Tuy nhiên thưa quý vị, có một cái điều nó còn đáng buồn hơn thế, đó là ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay, kể cả đã qua thời gian ông Nguyễn Hòa Bình ngồi cái ghế chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm. Vấn đề thứ ba về vụ án Hồ Duy Hải, rất nhiều đại biểu quan tâm. Đây là một vụ án đã xảy ra từ 2008, trải qua cái quá trình tố tụng nhiều cấp, đã được liên ngành thẩm định, và trong cái đoàn giám sát oan sai của Quốc hội 2015 thì cũng đã xem xét về cái vụ này, qua sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, và đã đến Chủ tịch nước quyết định. Thì bây giờ câu chuyện đặt ra là có oan sai hay không, thì báo cáo với Quốc hội là tôi sẽ tập trung trả lời là Hồ Duy Hải có phạm tội hay không, có oan sai hay không. Thì đây là câu hỏi lớn mà đại biểu quan tâm và dư luận quan tâm. Tóm tắt vụ án thì có thể nói là Hồ Duy Hải quen hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi, và tối cái ngày 13 tháng 1, 2008 thì có đến đây chơi. Chơi thì một cô Vân thì đang làm việc, đang trực, cô Hồng thì đang nghỉ, cho nên là Hải đã vào nói chuyện với cô Hồng. Quá trình nói chuyện thì có nam nữ chưa vợ chưa chồng thì cũng có tán tình sờ soạn. Đây là theo hồ sơ vụ án là như vậy. Sau đó thì Hải có ý định là quan hệ tình dục với cô Hồng, cho nên đã đưa tiền cho cô Vân đi ra ngoài mua trái cây. Và ở nhà thì Hải dẫn cái cô Hồng này vào trong buồng ngủ, vật cô ra, cô ấy phản ứng, cô chạy, cô đạp vào Hải một cái vào bụng, cô bỏ chạy và Hải đuổi theo, cô la làng lên, sợ bị lộ cho nên Hải đuổi theo. Nơi cô ấy ngã thì gần một cái thớt, cho nên là cầm cái thớt đập vào đầu, sau đó thì cắt cổ. Còn cô gái đi mua trái cây về thì thấy bạn bị giết thì cũng bị Hải giết luôn theo cái cách tương tự, cắt cổ. Thế bây giờ cái chứng cứ để chứng minh Hải phạm tội là cái gì? Cái thứ nhất là cơ quan điều tra đã cho Hải mô tả hiện trường, thì Hải mô tả chính xác những đồ vật có trong hiện trường. Nếu không có mặt tại hiện trường thì không thể mô tả được. Trong đó có hai cái điểm lưu ý của cái việc mô tả. Một là những đồ vật ở trong phòng ngủ của cô Hồng, nếu không có, bưu điện là nơi công cộng, bên ngoài thì ai cũng có thể biết, nhưng trong phòng ngủ thì không có mặt trong hiện trường là không biết. Cái thứ hai là vị trí của những đồ vật rời, ví dụ như con gấu, tờ báo, cốc nước, túi trái cây, vân vân, thì hôm nay có thể để chỗ này, ngày mai có thể để chỗ khác. Con gấu có thể đầu giường, có thể trên kệ, có thể trên bàn, có thể trên ghế. Nhưng tất cả các đồ vật rời đấy thì Hải đã mô tả đúng vị trí ở thời điểm xảy ra vụ án. Đấy là cái chứng cứ thứ nhất. Cái chứng cứ thứ hai là diễn biến hành vi.
thì Hải khai á, là khi mà đè cố quá trình sờ soạn thì cố không nói gì. Nhưng mà khi đè cố ra thì cố phản ứng, cố đạp vào bụng. Thế bây giờ hiện trường để lại là cái gì? Cái thứ nhất là cái áo ngực của cô gái là ở trên ngực. Phản ứng bình thường của người phụ nữ khi ngồi dậy là phải sửa cái này. Nhưng do phản ứng tức thì cho nên cô gái không kịp sửa. Cái việc thứ hai là do đập đầu bằng thớt thì bản ảnh hiện trường là cái thớt dính máu nằm bên cạnh cái đầu của cô Hồng. Và trên đỉnh đầu của cô Hồng á, thì có một vết thương, vết lõm. Kết luận của pháp y á, là do tác động của vật cứng mặt phẳng. Nếu mà vật lồi lõm thì sẽ để lại vết lõm ở trên đầu. Nhưng mà do mặt phẳng, người ta không nói là cái thớt, nhưng người ta nói là vật cứng mặt phẳng. Đấy là cái sự phù hợp thứ hai. Cái sự phù hợp thứ ba là giám định pháp y thì trong âm đạo của cô Hồng có dịch, và cơ chế hình thành cái dịch theo bác sĩ pháp y nói là do quá trình kích dục có sự đụng chạm vào những vùng nhạy cảm của cơ thể. Đấy là cái diễn biến hành vi. Về tài sản cướp được, Hải khai là sau khi giết hai cô gái thì có lấy của bưu điện một số tiền và một số sim card, lấy của hai cô gái một số nữ trang, dây chuyền, rồi vòng tay, rồi nhẫn. Thì đấy là lời khai của Hải. Ở thời điểm khám nghiệm hiện trường thì cơ quan điều tra không thể biết là Hải lấy được cái gì, vì không biết là cô gái có cái gì mà mất. Nhưng mà đến khi bắt được Hải thì Hải khai ra lấy được cô này cái dây chuyền như này, lấy được cô này dây chuyền và vòng như này. Cơ quan điều tra đã hỏi người thân, gia đình, cha mẹ của các cô gái thì người ta mô tả đúng cái đồ vật mà các cô gái đã, hai cô gái này đã có. Bưu điện cũng đã nói rõ là người ta đã mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu sự khác. Có một chi tiết rất đáng lưu ý, rất có giá trị chứng minh là Hải khai là lấy được cô Hồng thì cái dây chuyền có mặt, còn của cô Vân thì dây chuyền không có mặt, cái mặt dây chuyền. Thì kết quả khám nghiệm hiện trường thì cái mặt dây chuyền của cô Vân thì ở tại hiện trường, nằm trên trong ngực áo của cô Vân. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Hải khai cái tiêu thụ các cái số tài sản này. Thì Hải đã vẽ chính xác cái địa chỉ nơi bán vàng là cửa hàng vàng, và nơi bán điện thoại là cái điện thoại mà Hải đã lấy được ở bưu điện. Cái cửa hàng vàng á, và cửa hàng điện thoại mua đồ cũ á, thì có thể nhiều người biết, nhưng có những chi tiết thì cơ quan tố tụng xét thấy là nó phù hợp rất ngẫu nhiên. Tức là Hải khai tại cửa hàng thì ở quầy này thì có người lớn tuổi, người phụ nữ lớn tuổi bán, ở quầy này thì có người phụ nữ nhỏ tuổi hơn bán. Và đặc biệt về giá cả thì cơ quan điều tra đã đi xác minh giá của chiếc điện thoại cũ như thế này, thì ở thời điểm người ta không thể nhớ được người ta mua của ai, nhưng người ta nói là ở thời điểm này thì cái giá này mua với giá 200.000, và phù hợp với lời khai của Hải là đã bán được 200.000. Và người ta khai cái phương thức thanh toán và giá cả của các cái đồ trang sức mà Hải mua thì cũng phù hợp với phương thức thanh toán mà Hải đã khai. Trong quá trình đi bán vàng thì do sợ bị theo dõi cho nên là Hải là không có nhìn vào cái người mua vàng, người cửa hàng, người bán vàng ở cửa hàng, mà nhìn ra ngoài đường để xem có bị ai theo dõi. Đó là theo lời khai của Hải. Thì cái người bán hàng vàng thì khai với cơ quan điều tra rằng là đối với những trường hợp
mà thông thường là người ta bấm ra cái máy tính như này, người ta xìa cái máy tính ra cái giá cả, anh có đồng ý hay không thì mua bán, còn nếu không đồng ý thì thôi. Thế nhưng mà do Hải không nhìn vào máy tính cho nên người ta buộc phải viết ra cái tờ giấy, và Hải nói là có viết ra tờ giấy, và tờ giấy đấy sau khi ra khỏi cửa hàng là Hải đã vứt đi. Thì đấy là sự phù hợp về phương thức thanh toán và giá cả, về người bán hàng. Đề nghị chánh án cố gắng là gọn lại. Vâng, thì báo cáo có rất nhiều cái chứng cứ khác, hay là ví dụ như hung khí. Thì hung khí thì ở thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không thể biết được rằng cái thớt chính là hung khí. Chỉ khi bắt được Hải thì Hải khai ra là đã dùng cái thớt đập vào đầu, thì người ta mới biết đây là hung khí, và lúc đó thì cái thớt đã bị dọn đi. Còn cái dao thì Hải khai là ở bên tường của cái nhà bưu điện có một cái bảng, và Hải đã dắt cái dao vào cái bảng đó. Không ai tìm thấy cái dao cả, chỉ có Hải mới biết được cái vị trí của cái dao. Sau này thì cơ quan điều tra thấy rằng sau khi khám nghiệm hiện trường thì có ba cái anh dân phòng vào dọn cái phòng bưu điện đó, thì người ta phun nước và người ta dỡ bảng ra, thì có một cái dao rơi xuống, thì người ta đã vứt cái dao ấy đi. Người ta cũng sơ suất, người ta vứt cái dao ấy đi. Thì cơ quan điều tra đi tìm cái dao đó không được. Thì sau này á là cho ba anh dân phòng mô tả cái dao và đi mua cái dao về. Dư luận thì nói là mua cái dao ngoài chợ về để thay hung khí. Nhưng trong hồ sơ vụ án không có chỗ nào mua dao về thay hung khí cả. Mua dao vua thớt, vật tương tự để cho Hải nhận diện, để cho những người có liên quan nhận diện xem có đúng với cái dao và cái thớt đã có mặt tại hiện trường hay không, và được sử dụng làm hung khí hay không. Thì kết quả là để ra một loạt dao, thì Hải nhận diện đúng cái dao mà đã sử dụng hôm gây án. Mặc dù là khi khai thì lời khai có không thống nhất, lúc thì ngắn, lúc thì dài, lúc thì dày 30, 31, 32 gì đấy. Nhưng mà khi nhận diện, tổ chức nhận diện với nhiều cái dao khác, thì đã nhận diện ra cái dao mà ba anh dân phòng đã vứt đi khi dọn cái phòng đó. Thế thì báo cáo với đại biểu là còn nhiều cái chứng cứ khác thì không thể cùng cái thời gian ngắn như này để nói hết được. Thì rất nhiều nội dung khác, thì nếu đại biểu nào quan tâm, chúng tôi sẵn sàng là phục vụ, trao đổi thông tin đến. Còn đối với Hồ Duy Hải thì báo cáo với các đại biểu là Hải là có 25 lời khai nhận tội. Lời khai nhận tội đầu tiên là do Hải tự viết ra, chứ không phải là do một bản cung, mà viết ra thì khá là chi tiết, không phải là bản hỏi. Và trong quá trình, ở những thời điểm quan trọng của vụ án thì Hải đều thừa nhận. Khi nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra, Hải nhận tội là đúng, kết luận điều tra là đúng. Khi nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát, Hải cũng khẳng định cáo trạng là đúng. Và kết thúc phiên tòa phúc thẩm thì gửi đơn cho Chủ tịch nước thì Hải cũng không kêu oan, kể cả sau sơ thẩm cũng thế, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Còn người kêu oan nhiều nhất lại là mẹ của Hải ở ngoài trại giam, chứ không phải là ở ngoài xã hội, chứ không phải là trong. Xin báo cáo với chánh án Quốc hội như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội. Vậy mà ông Nguyễn Hòa Bình, quý vị không thể tin được, đó là không có giấy chứng nhận thẩm phán. Vậy mà một cái người không có giấy chứng nhận thẩm phán mà là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì còn có thể tiếp nhận được mình chắc chắn. Những người không phải là thẩm phán thì không được ngồi xét xử, dù chỉ là một cái phiên tòa ở cấp thấp nhất, đó là cấp Tòa án Nhân dân huyện ở mức sơ thẩm. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng cái nền tư pháp Việt Nam hiện nay đã bè bét như thế nào. Và có lẽ đó là lý do luật sư Lê Văn Luân trong một cái bài viết Chiếc áo của nền tư pháp nói về cái tình trạng chất lượng của các cái thẩm phán cũng như các cái công chức trong ngành tư pháp. Theo luật sư Lê Văn Luân, hiện chánh án tối cao Nguyễn Hòa Bình nói rằng lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mời cho giáo viên về dạy chính tả ngữ pháp cho các thẩm phán, thì điều đó nó khẳng định rằng trình độ của các thẩm phán
của hệ thống tòa án nhân dân ở Việt Nam thực sự là một cái vấn nạn đáng báo động cho một nền tư pháp và công lý ở Việt Nam. Theo luật sư Lê Văn Luân, chữ nghĩa không chuẩn mà luật pháp là vận dụng công chữ để giải quyết các cái vấn đề của xã hội, và lẽ là nó phải tồn tại hay không tồn tại chính là nó phải phụ thuộc vào trình độ vận dụng và cách giải thích luật pháp khi xét xử của các thẩm phán. Vậy mà khi mà ông Nguyễn Hòa Bình thừa nhận một cái thực trạng, đó là các cái thẩm phán ở Việt Nam ở một cái tình trạng viết sai chính tả, theo luật sư Lê Văn Luân, nó là một cái điều đáng mừng, nhưng ngược lại nó chỉ là một cái phần nhuộm của một cái bề nổi của cái vấn đề đối với đất nước chúng ta hiện nay. Bởi vì nền giáo dục của Việt Nam hiện nay cũng đang rơi vào một cái tình trạng suy thoái và lạc hậu một cách trầm trọng tương tự. Vậy thì chất lượng giáo viên có đủ để đảm bảo rằng sẽ chỉ dẫn đưa các cái thẩm phán và các cái lãnh đạo cho ngành tư pháp về vấn đề chữ nghĩa hay không? Chính các giáo viên còn mải mê, họ còn phải lo làm nhiệm vụ chính trị với một cái bệnh thành tích chữ nghĩa và câu cứ thì lùng cùng, thì có đủ trình độ nhân cách để hướng dẫn cho những người cầm tâm nảy mực viết cho đúng chính tả hay không? Theo luật sư Lê Văn Luân, hỏi cũng là trả lời, và luật sư Lê Văn Luân cho rằng tôi đoán chắc là không, với lý do vấn đề của nền tư pháp ở Việt Nam ngoài trình độ non yếu của thẩm phán như hiện nay thì nó còn một cái vấn đề đặc biệt quan trọng nữa, đó là một cái sự phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì các cái thẩm phán hiện nay họ đều là đảng viên, theo luật sư Lê Văn Luân, mà họ đã là đảng viên họ phải chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đó là lý do vì sao thiếu tướng Nguyễn Anh Minh, phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, đã từng lên tiếng một cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay là chúng tôi không thể khởi tố được người vi phạm bởi vì họ đang là đảng viên. Chưa hết thưa quý vị, rồi xuất hiện những cái việc họp hành liên miên giữa ba cơ quan tố tụng, đó là tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra, mà đáng ra ba cái cơ quan tư pháp vừa kể họ phải hoàn toàn độc lập. Vậy mà bây giờ lại cộng thêm một cái sự xuất hiện của một cái nhân vật quyền lực thứ tư, đó là đảng ủy của các cơ quan tư pháp. Trong khi đó ở Hoa Kỳ, theo luật sư Lê Văn Luân, tối cao pháp viện Hoa Kỳ có 9 thẩm phán, họ được bổ nhiệm suốt đời bởi các cái tổng thống. Nhưng một cái điều đặc biệt ở đây đó chính là 9 vị thẩm phán vừa kể họ hoàn toàn không khoác áo đảng viên của bất kỳ đảng phái nào, cũng bởi công lý không dành chỗ cho chính trị chen chân vào, và tòa án có thể xét xử cả tổng thống Hoa Kỳ và xét xử các cái đạo luật của nghị viện nếu nó xâm hại vào hiến pháp Hoa Kỳ. Và vì vậy, theo luật sư Lê Văn Luân, nó chính là lý do xuất hiện của tòa bảo hiến. Đó là một cái thiết chế tối cao canh giữ cẩn mật và nghiêm mật hiến pháp Hoa Kỳ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong khi đó, ở Việt Nam, người ta cho các cái thẩm phán mặc áo thụng đen đi xét xử. Việc cho các cái thẩm phán hiện nay phải đi học viết cho đúng chính tả và ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ tuy đã là một cái nỗi đau xót và một cái điều đáng hổ thẹn của nền tư pháp Việt Nam, thì nó chỉ là cái vấn đề giải quyết một cái bộ mặt sơn phết ở bên ngoài của một ngôi nhà, mà nếu không giải quyết một cái vấn đề cốt lõi ở bên trong, đó là việc đòi hỏi một nền tư pháp văn minh, chính là việc giữ nền những khía cột vững chắc để đảm bảo cho ngôi nhà công lý không bị nghiêng vẹo trong mọi tác động nào khác. Và điều đó phải tránh cái sự tác động và chỉ đạo của đảng ủy và các cái bản án chỉ định mà người ta gọi là những cái bản án bỏ túi. Thưa quý vị, theo luật sư Lê Văn Luân, các thẩm phán có thể họ viết đúng chữ, đúng nghĩa, họ có thể không sai về câu cú, nhưng mà rõ ràng chỉ cần một cú điện thoại hay một cái đập bàn của một vị đảng ủy nào đó thì cũng đủ để những cái chữ kia tròn vành vạnh kia trở nên thiếu sinh khí và lập tức mất đi bóng dáng của công lý, bởi vì nó hàm chứa trong luật pháp trước mắt của họ. Theo đó, chiếc áo chữ nghĩa của thẩm phán nó không làm nên một cái sự lành lặn của nền tư pháp Việt Nam đảm bảo công bằng và lẽ phải. Đó là lý do luật sư Lê Văn Luân thấy rằng nên việc cần thiết của việc giữ gìn trật tự xã hội và làm cho Việt Nam văn minh chính là chúng ta cần phải tạo ra một nền tư pháp hoàn toàn độc lập với bất kỳ đảng phái chính trị hay tổ chức quyền lực nào, kể cả người đứng đầu đảng và nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì lúc đó, thưa quý vị, theo luật sư Lê Văn Luân, luật pháp và mạng người mới được tôn trọng.
cũng như đảm bảo trên thực tế. Thưa quý vị, bức xúc về cái tình trạng chất lượng của các vị thẩm phán cũng như các công chức của ngành tư pháp ở Việt Nam hiện nay, giáo sư Tô Văn Trường đã có một cái bài viết với tiêu đề cần phải đào tạo lại các cái quan tòa. Theo giáo sư Tô Văn Trường, nếu những ai mà xem một cái buổi trả lời chất vấn của tòa chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trước Quốc hội, hẳn là mọi người còn nhớ phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sau đại hội 12, thì ông Nguyễn Hòa Bình hứa cùng với tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, theo Nguyễn Hòa Bình chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về luật pháp, công tâm và bản lĩnh để có thể nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đưa ra những cái phán quyết thượng tôn pháp luật nghiêm minh và công bằng. Thậm chí Nguyễn Hòa Bình còn đề nghị Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội hãy ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của tòa án các cấp. Theo tiến sĩ Hồ Văn Trường, vậy chúng ta có thể coi lời hứa của Nguyễn Hòa Bình trước Quốc hội cũng là lời hứa của Nguyễn Hòa Bình trước quốc dân, bởi vì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Theo tiến sĩ Hồ Văn Trường, nếu cơ chế mà biết nói năng, khi người ta chứng kiến trên dân mạng Quốc hội trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội vừa qua, trong cái phần tranh luận đánh giá về lĩnh vực tư pháp, cụ thể là ngành tòa án, mà rõ ràng mọi người đều thấy cái cảnh tượng ông thì nói gà, bà thì nói vịt, và chắc chắn người ta sẽ phải thú nhận rằng tại ai cũng chẳng tại ai, thôi cứ cho rằng nó tại tôi. Và một số vị đại biểu Quốc hội có tầm, đó là các cái đại biểu Quốc hội được cho là của dân, khi phát biểu họ chỉ nhằm vào một hướng, theo đó hãy cứu lấy nền tư pháp Việt Nam bởi vì nó tụt dốc không phanh rồi. Nhưng ngược lại, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và những đàn em thân cận của ông thì nói là thoạt điền thì bằng kết quả tổng kết hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đó là nghị quyết 48 về vấn đề xây dựng pháp luật và nghị quyết 49 về cải cách tư pháp, rồi sau đó vòng vo không được thì Nguyễn Hòa Bình đã chuyển qua cái vụ án Hồ Duy Hải bằng cách chấm lấp. Câu chuyện đặt ra là có ăn sai hay không? Theo Nguyễn Hòa Bình, tôi sẽ trả lời câu hỏi Hồ Duy Hải có oan không, có phạm tội hay không. Nhưng mà ông Nguyễn Hòa Bình, theo tiến sĩ Tô Văn Trường, hoàn toàn lờ tịt về những cái sai phạm mà chính ông Nguyễn Hòa Bình và cái hội đồng thẩm phán đã sai phạm về thủ tục tố tụng hình sự. Thưa quý vị, nhân nói về cái vụ án Hồ Duy Hải thì chúng tôi cũng thông tin cho quý vị một số thông tin liên quan. Theo nhà báo Nguyễn Đức của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong một status viết ngày 5 tháng 6 vừa qua, theo nhà báo Nguyễn Đức, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi vụ án bưu điện Cầu Voi và bị án Hồ Duy Hải. Theo đó, hồ sơ mà luật sư Trần Đồng Phong cùng gia đình mới đây gửi cái chứng phương hướng ngoại phạm mới nhất đến những nơi cần đến, và đặc biệt có những cái phản hồi rất tốt. Theo nhà báo Nguyễn Đức, sắp tới sẽ là một bước ngoặt mới cho vụ án bưu điện Cầu Voi và bị án Hồ Duy Hải. Theo đó, tội ác phải bị trừng phạt, người oan sai phải được minh oan. Trong khi đó, thưa quý vị, luật sư Trần Đồng Phong và gia đình cùng những người quan tâm thì luôn luôn nguồn cái niềm tin cho rằng ngân hàng công lý ở Việt Nam chưa bao giờ phá sản. Thưa quý vị, trở lại cái bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường. Theo tiến sĩ, xưa này nhiều cử tri vốn họ đã không tin tưởng vào chất lượng các vị quan tòa nói chung, và từ thực tế xét xử người ta rất đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiện, khi đó là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đã công khai than phiền về việc các cái thẩm phán phải vơ bèo vạt tép để có các cái quan tòa. Đó là cái việc chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện nói về những cái phát biểu gần đây của một số thẩm phán tối cao, cho thấy chứng tỏ họ không hiểu, không tôn trọng luật pháp, thậm chí họ không biết nói năng cho phải đạo. Theo Nguyễn Văn Hiện, những yêu cầu tối thiểu với ai khoác áo quan tòa phải có. Vậy mà với một sự dựa dẫm lâu nay, họ cứ dựa vào cấp ủy. Thực ra phần lớn là các bí thư, lãnh đạo tòa án các cấp và hoàn lộ không đến sạch sẽ của những cái nhân vật lãnh đạo. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới một cái sự tha hóa mà theo Nguyễn Văn Hiện, cựu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng nó chính là cái sự tha hóa toàn diện của nhiều người trong số họ.
Theo đó, phát biểu của ông Nguyễn Hòa Bình trên diễn đàn Quốc hội về cái vụ án Hồ Duy Hải đã cho thấy nó vừa không đúng chỗ, vừa không đúng cương vị. Đặc biệt, nó hoàn toàn sai về nội dung, nên nó không có một chút nào thuyết phục. Theo đó, không đúng chỗ vì nếu Quốc hội muốn nghe về cái vụ án Hồ Duy Hải, thì họ không thể chỉ nghe một mình ông Nguyễn Hòa Bình, mà không nghe thì những ý kiến khác. Và nếu diễn ra tình trạng để cho ông Nguyễn Hòa Bình một mình một trận thì sẽ dẫn tới cái tình trạng người ta gọi là vỡ trận. Và ông Nguyễn Hòa Bình đã trả lời không đúng cương vị, bởi vì chánh án phải nói theo luật, chứ không phải trình bày lại chi tiết vụ án. Theo tiến sĩ Tô Văn Trường, đó là những công việc của cơ quan điều tra. Ông Bình vẫn chưa thuộc vai, ông đang đóng vai chánh án. Về cái việc ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu sai nội dung, theo tác giả, vì nếu cần trình bày thì ông Nguyễn Hòa Bình phải giải trình kết luận ngang sườn của Hội đồng Thẩm phán tối cao. Khi kết luận một cái điều mà ai thấy nghe cũng hồn mình, đó là có sai sót về tố tụng nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Và đó là những cái phát biểu cho thấy ông chánh án Nguyễn Hòa Bình và Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao đã dẫm lên luật. Người ta chất vấn về sai trình tự tố tụng, vi phạm công tác điều tra, thì chánh án Nguyễn Hòa Bình lại nói lại những cái mà các ông ấy đã khẳng định tại tòa là theo hướng có tội. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả, đây là lần thứ hai mà ông Nguyễn Hòa Bình đã tự mình biến cơ hội thành một mối nguy hoại sẽ giáng xuống chính đầu ông ta. Ấy là cái nghĩ và cách làm của những cái giả nguyên khí ngụy tinh hoa đang nhàn nhản trong cái hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Những kẻ đó, tức là những người như Nguyễn Hòa Bình, theo tác giả Tô Văn Trường, vốn chỉ tạo đường chui lủi bằng các mưu hèn kế bận, một chính trị gia đường hoàng có trí tuệ minh triết thì không ai ngu xuẩn hành xử theo cái kiểu trợ búa như Nguyễn Hòa Bình đã đưa làm như vậy trước Quốc hội. Và hơn thế nữa, một cái nền chính trị minh bạch không cho phép những cái hành xử như vậy ngang nhiên xuất hiện trước hội trường Diên Hồng. Theo tác giả tiến sĩ Tô Văn Trường, lần thứ nhất ấy là khi mở phiên tòa giám đốc thẩm, thay vì đón lấy cơ hội sửa sai thì ông Nguyễn Văn Bình lại cố đấm ăn xôi, theo đuổi ý kiến cũ khi ông còn đóng vai viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để bảo vệ cái được coi là danh dự của cá nhân ông trước hết, mà ông xem nhẹ uy tín của hệ thống xét xử ở Việt Nam. Vấn đề thứ hai là trước cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, tức là trước Quốc hội, có nghĩa là trước toàn thể quốc dân đồng bào, vậy mà Nguyễn Hòa Bình vẫn tiếp tục sai phạm và sai lầm như lần thứ hai nhất. Thay vì ông Nguyễn Hòa Bình trong cương vị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cần phải giải trình những cái vấn đề mà dư luận xã hội và các đại biểu Quốc hội nêu ra, thì Nguyễn Hòa Bình lại đóng vai của cả cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát và của quan tòa để khẳng định việc tuyên tội đối với Hồ Duy Hải là đúng. Mà cái đúng ấy dựa trên căn cứ lời khai của bị cáo, mà chánh án Nguyễn Hòa Bình không đưa ra được những cái chứng cứ trực tiếp để chứng minh cho cái việc phạm tội của Hồ Duy Hải, mà sử dụng cái việc kể lể vụ án theo cái suy diễn ấy, được chánh án Nguyễn Hòa Bình mô tả hết sức kỹ lưỡng, chuyên nghiệp ở cái phần nói về cơ thể của phụ nữ. Theo tác giả Tô Văn Trường, hai lần cố thủ trước sự thật đã cho thấy chánh án Nguyễn Hòa Bình đã và đang làm mọi cách để bảo vệ cái gọi là thành danh cho cá nhân ông, mà tuyệt nhiên không màng lấy uy tín danh dự cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước của họ vốn đang bị suy giảm từ hàng loạt các cái vụ án oan thấu trời dội đất trong một cái thời gian 4-5 năm vừa qua. Theo tác giả, đừng quên luật nhân quả sẽ sớm muộn sẽ phát tác, và đó chính là điều mà cha ông chúng ta gọi là luân hồi và quả báo. Một cái điều đáng tiếc hơn theo tiến sĩ Tô Văn Trường, đó là phát biểu của ông Phạm Hùng Phong, phó chánh án tòa án cấp cao tại Phố Hồ Chí Minh, là một cấp dưới của chánh án Nguyễn Hòa Bình, là một cái điều càng không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận cái việc phó chánh tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hùng Phong đã mượn bóng ma thế lực thù địch để rồi quy chụp cho những người góp ý cho ngành tư pháp. Theo tác giả Nguyễn Duy, cũng cần phải xem lại ngay cả cái quan điểm cho rằng đòi hỏi Việt Nam có tam quyền phân lập là luận điệu của thế lực thù địch.
mà phải thấy rằng đòi hỏi tam quyền phân lập hay đòi hỏi cân bằng và sự giám sát quyền lực đó là những đòi hỏi tất yếu cho một sự phát triển lành mạnh của Việt Nam. Hơn thế nữa, mọi người dân còn có quyền nêu lên các ý kiến cũng như các cái giải pháp chính trị để đất nước phát triển hơn. Theo tác giả, từ nay các cái nhà lãnh đạo các cấp cần phải bỏ cái cách tư duy và cách phát biểu để thế lực thù địch lợi dụng. Mà theo tác giả Tô Văn Trường, nó cũng như đầu những năm 1990, khi mà báo chí đã nêu rất chính xác cái kiểu tư duy hành xử xét xử, đó là lợi dụng sự sơ hở của luật pháp. Bởi vì luật pháp đã sơ hở thì phải điều chỉnh để không còn sơ hở nữa chứ. Và cái việc xử sự đối với mọi công dân chỉ dựa trên cơ sở căn cứ luật pháp mà thôi. Thưa quý vị, nói về chánh án Nguyễn Hòa Bình thì có nhiều đánh giá cho thấy năng lực, kiến thức, trình độ, đặc biệt là vấn đề đạo đức hết sức thấp kém. Song Nguyễn Hòa Bình có một cái ưu điểm, đó là mưu mô xảo quyệt thượng thừa. Đặc biệt Nguyễn Hòa Bình luôn luôn có ý định thay thầy đổi chủ với cái mục đích có lợi nhất cho cá nhân mình. Và thưa quý vị, quan lộ của Nguyễn Hòa Bình cũng vậy. Trước kia thì thờ ông Nguyễn Tấn Dũng, khi Nguyễn Tấn Dũng thất thế thì Nguyễn Hòa Bình quay sang thờ Nguyễn Phú Trọng. Rồi này Phạm Minh Chính đang ở cái thế đang lên thì Nguyễn Hòa Bình quay sang thờ Phạm Minh Chính. Nói về Nguyễn Phú Trọng, thưa quý vị, như quý vị đã biết, theo giới phân tích và dư luận xã hội đánh giá, trong cái nhiệm kỳ 10 năm trong cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2011 cho đến nay, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã có công đưa rất nhiều người từ các cái chức vụ thấp hay ở những cái cơ quan nhỏ trong ban bí thư leo lên dần dần rồi thăng tiến một cách vượt bậc. Sau đại hội 13, như quý vị đã thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã cơ cấu cho một số nhân vật như Nguyễn Văn Nên, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, rồi Nguyễn Xuân Thắng. Những cái nhân vật vừa kể được ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ đưa vào ban bí thư. Và chỉ một thời gian sau, ở cái đại hội khóa tới, thì những nhân vật ở ban bí thư lập tức được chuyển sang cái ghế ủy viên Bộ Chính trị một cách tự động. Trong khi đó, như quý vị đã thấy, cơ quan hành pháp chỉ có hai nhân vật, đó là ông Đinh Tiến Dũng và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, lọt vào Bộ Chính trị. Về cái mối quan hệ giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Hòa Bình được người ta đánh giá đó là một cái mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Có nghĩa là Nguyễn Phú Trọng đưa ra cái chân giò thì Nguyễn Hòa Bình lập tức thò chai rượu. Một cái điều rõ ràng là trong chính trị là phải sử dụng thủ đoạn, mà cái việc lợi dụng lẫn nhau là một loại thủ đoạn. Ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người nắm giữ quyền lực, đặc biệt giữ cái chức vai trò kể từ lãnh đạo Quốc hội rồi giữ nhiệm kỳ Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ, và nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ ba. Do đó ông Nguyễn Phú Trọng có kinh nghiệm làm công tác nhân sự. Tuy nhiên, một cái nhân vật có tên là Phạm Minh Chính là một cái nhân vật không dễ dàng đối với ông Trọng, bởi vì Phạm Minh Chính chưa đầy là một cái nhân vật được cho là thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó sang đợt 12 thì Phạm Minh Chính trở nên gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng và được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giao cho cái trọng trách nắm giữ công tác nhân sự của Đảng. Khác với Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng ông Nguyễn Phú Trọng để tiến thân, nhưng ngược lại Nguyễn Phú Trọng cũng lợi dụng Nguyễn Hòa Bình. Và một trong những nguyên tắc làm nhân sự của Nguyễn Phú Trọng đó là sử dụng những người có vết chàng đồng thời thiếu năng lực để dễ bề sai bảo. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.